Trên lĩnh vực môi trường, sáng nay, ngày 24 tháng 7, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An phối hợp Ủy ban Nhân dân Quyện Chính Hưng, đơn vị WWF Việt Nam tổ chức lễ khởi động thí điểm phân loại rác tại nguồn và sản xuất phân compost tại Quyện Chính Hưng. Theo thống kê, mỗi ngày trên địa bàn quyền Chính Hưng phát sinh khoảng 20 tấn rác sinh hoạt. Công tác thu cơm rác được công ty cổ phần cấp nước và dịch vụ đô thị xử lý. Tuy nhiên, việc phân loại rác thải vô cùng khó khăn do cơ sở thiếu các loại máy móc chuyên dụng. Đúc kết từ hiệu quả của mô hình phân loại rác thải tại phường 3, thành phố Tân An, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã chọn thị trấn Chỉnh Hưng và xã Thái Trị để thực hiện phân loại rác tại nguồn và sản xuất phân compost tại nông thôn. Qua đó từng bước thực hiện đúng quy định về phân loại rác thải tại nguồn, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, bảo đảm sức khỏe con người và chất lượng cuộc sống cộng đồng. Nhân dịp này, tổ chức WWF Việt Nam trao tặng một dây chuyền sản xuất phân hữu cơ công suất 5 tấn một ngày, một xe tải 5 tấn, một xe tải 500 kg, một thùng ủ compost cộng đồng 3.000 lít, cùng nhiều thùng rác, thùng ủ compost gia đình. Cùng ngày, các đại biểu đến tham quan trực tiếp dây chuyền phân loại rác thải tại nhà máy xử lý rác Vĩnh Hưng,